Anh chỉ muốn giảm tầm 7 kg mỡ thôi, và trong 2 năm rồi anh không giảm được. Vậy mà anh mới hơn có 1 tháng à, chỉ gắn mấy cái cục này lên bụng nè mà anh giảm tới tận 10 kg mỡ luôn. Thật sự anh là dân thể thao mà anh nghe nói gắn mấy cái này lúc đầu anh không có tin. Nhưng mà thiệt, mình qua đây mình trải nghiệm rồi á, mình mới thấy nó hiệu quả thiệt. Ở một tuần anh ra sân 3-4 lần á, đá 3-4 trận banh một tuần á mà giảm cao lắm, được có 1 kg à. Cái việc mà mình tập luyện nhiều như vậy mà không mang đến cái hiệu quả cao á, là do là sau khi mình tập luyện xong thì nó sẽ làm mất năng lượng trong cơ thể của mình, nó làm cho mình cơ thể mình đói. Có phải là sau khi anh tập luyện xong là anh rất là đói và anh ăn nhiều đúng không? Đúng đúng rồi bác sĩ. Trời ơi, đá xong về đói lắm bác sĩ. Đói gặp mẹ nữa, nấu ăn ngon quá. Anh đá xong về anh ăn nữa tầm 2-3 chén cơm luôn. Đó chính là cái lý do mà cái lượng calo trong cơ thể của mình nó sẽ không bị thâm hụt đi. Cho dù anh tập luyện thể thao cường độ cao như thế nào mà không kết hợp với chế độ ăn uống á, thì nó chỉ không có sản sinh ra tế bào mỡ mới thôi, nhưng cái tế bào mỡ cũ nó vẫn còn ở trong người của mình. Và anh được sự hỗ trợ tác động từ công nghệ giảm mỡ Scupso, thì anh chỉ cần vỏn vẹn nằm máy 25 phút thôi thì nó đã đốt calo của mình từ 4 cho tới 5 ngàn, tương đương từ 7 cho tới 8 giờ mình tập luyện liên tục anh nhé. Và đặc biệt công nghệ này á, khi mình thực hiện xong á thì nó sẽ không làm cho mất năng lượng nè, và mình không cần phải ăn lại để bù cái năng lượng đó. Bởi vậy là anh thấy quá trình đào thải mỡ ra rất là nhanh là vậy. Thôi anh rất là bất ngờ luôn bác sĩ. Gắn máy này nè lên bụng tầm có nửa tiếng à, mà bằng anh đá banh tới nửa tháng trời luôn. Nó giảm rất là nhiều so với mình nghĩ ban đầu. Dạo gần đây á, anh thấy cái bụng anh nó nhỏ lại hẳn so với trước luôn á. Anh dùng tay anh nhấn vào á là anh thấy bắt đầu nó lộ ra một tí cơ rồi, thích lắm bác sĩ.